Xin chào các bạn, ở trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái plugin free có tên là Minsight Transcoder của vợ xé ngô. Vợ bị đi xé ngô, vợ thì phải đi bóc chuối bóc nải, vợ đi xé ngô thì ăn thua gì, ngô là ngô của ai, chuối thì mà còn biết của mình chứ. Các bạn có thể đọc là vợ xé ngô hoặc là các bạn có thể đọc là vợ xé ngô. Thì mình hay đọc là vợ xé ngô, mình cũng không biết là phát âm đúng như nào nữa. Thì cái Minsight Transcoder để làm gì? Minsight Transcoder là một công cụ dùng để hỗ trợ các bạn thu âm Minsight với mic, hoặc là các bạn dùng để mastering, để mở rộng trường âm thanh. Thì trong kỹ thuật thu âm với mic ấy, các bạn có rất nhiều cái kỹ thuật để thu âm âm thanh nổi. Trong đó có một kỹ thuật gọi là Minsight. Cứ là Minsight thì các bạn sẽ sử dụng một cái mic gọi là mic trái tim, mic cai cọt. Sau đó thì một cái mic số 8 đằng sau để thu âm trường xung quanh. Và để tổng hợp những cái tín hiệu đó vào thì không phải đơn thuần là các bạn cứ gộp hai cái tín hiệu vào là xong, là các bạn phải đặt một cái mic đặt tín hiệu ở giữa gọi là tín hiệu min, và sau đó là nhân đôi cái check nó lên, gọi là size span nó sang hai bên, sau đó thì đảo pha các kiểu, sau đó các bạn gộp vào thì các bạn mới có một cái gọi là âm thanh đúng theo kiểu min size. Thì min tức là giữa và size là hai bên, là một trong kỹ thuật thu âm với mic và mở rộng âm thanh nổi, các bạn chỉ cần nhớ thế là được. Và cách kết hợp nó khá phức tạp, chính vì thế là chúng ta có thể sử dụng cái công cụ VoxerGo này để kết hợp. Công cụ VoxerGo là sử dụng một cái luồng tín hiệu gọi tín hiệu stereo, tín hiệu âm thanh nổi, sẽ sử dụng một luồng tín hiệu có thể là trái hoặc là phải, thường thường sẽ là trái để làm âm thanh ở giữa và phải làm âm thanh ở hai bên. Và nó cũng tổng hợp cái tín hiệu đó vào như kiểu mà chúng ta vẫn cả tổng hợp với cách phổ thông với mic. Và nhưng mà nó đơn giản hơn một chỗ là nó thông qua plugin đó và thông qua âm thanh nổi. Vì thế khi các bạn thu âm, các bạn chỉ cần thu âm âm thanh nổi là xong, các bạn không cần phải thu âm nhiều check cũng như là không phải thu âm nhiều thứ linh tinh, và các bạn sẽ có bản thu âm gọi là Minsight luôn. Thì đó là một cái tác dụng gọi là hỗ trợ chúng ta cách thu âm thanh nổi với kỹ thuật Minsight. Kỹ thuật Minsight so với các kỹ thuật thu âm stereo khác nó khác nhau như thế nào, cái này để mình nói thêm nhé, nó hơi dài một tí. Thì mình nói thêm dành cho những cái bạn là muốn bổ sung, tại vì thực ra là cũng khá ít người ở Việt Nam biết cái kỹ thuật Minsight này, và cũng khá ít người ở Việt Nam ứng dụng cái kỹ thuật Minsight vào. Đa số mọi người sẽ sử dụng kỹ thuật XX hoặc là XY hoặc là ABC, XYZ, fix gì đó. Ok. Thì cái kỹ thuật Minsight này sẽ giúp cho âm thanh nó tập trung hơn và ở giữa hơn so với các cái kỹ thuật khác. Ngoài ra, kỹ thuật âm thanh Minsight cho âm thanh ấm áp và mềm mại hơn so với các kỹ thuật khác. Chính vì thế các thuật thu âm Minsight thường thường sẽ dành cho những nhạc cụ như kiểu là giọng hát của chúng ta, hoặc là những nhạc cụ mà cần cái phần trầm nhiều hơn và không cần làm lỏng không gian. Ngoài ra thì kỹ thuật Minsight nó sẽ giúp chúng ta hạn chế vấn đề về lệch pha khi chúng ta thu âm những cách bình thường. Chính vì thế mà chúng ta sẽ có kỹ thuật Minsight, và các bạn nên nhớ là nếu bạn nào có điều kiện hãy thử thu âm với Minsight. Lý do thứ hai để chúng ta sử dụng cái Minsight này đó chính là chúng ta sử dụng nó để chúng ta mastering. Khi bản thu âm của chúng ta nó có quá nhỏ thì cái Minsight là nó sẽ tính toán lại cái thông số của âm thanh và khiến cho chúng ta có khả năng là mở rộng cái trường âm thanh khi chúng ta master hơn. Vậy thì chúng ta sẽ đào cái plugin này ở đâu? Thì các bạn cần phải vào cái trang là voxvoxengo.com. Ok. Vậy thì chúng ta sẽ download cái VoxerGo này ở đâu? Thì chúng ta sẽ vào cái trang là vợxéngô.com. Sau khi các bạn vào vợxéngô, các bạn sẽ nhìn thấy là một loạt cái plugin mất tiền đây. Mất tiền. Và bạn hãy nhìn thấy ở dưới này có chữ xinh xắn gọi là FreeVST ở đây. Ok. Bạn vào đây. Và bạn hãy nhìn thấy rất nhiều các cái VST free nhá. Thì nếu mà bạn nào mà không kiểu không có tiền mà hoặc là bạn dùng bản Element mà bạn muốn sử dụng cái plugin tốt, thì một trong những hãng sản xuất plugin tốt là VoxerGo, thì mình sẽ review dần dần từng cái này một. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có cái Minsight Transcoder ngay trên đầu này và free. Cái ở dưới nó cũng là Stereo Wider Plugin. Thì Wider Plugin này là cũng là mở rộng trường âm thanh. Khi chúng ta có âm thanh nổi, thường thường là cái này sẽ sử dụng cho các bạn sử dụng để các bạn mix giọng hát, hoặc là các bạn có thể là mở rộng trường âm thanh cho cái bản master của bạn, nhưng mà theo phong cách khác. Minsight là kiểu nó sẽ giả lập lại phương pháp Minsight. Còn cái Stereo Wide này sẽ sử dụng cái delay. Delay thì nó hơi khác một tí. Minsight nó đã đảo pha, còn delay sẽ sử dụng âm thanh và kèm thêm cái hiệu ứng delay để khiến âm thanh mở rộng sang hai bên. Nó hơi khác một tí nhá. Nhưng mà cái Minsight được cái nó sẽ tập trung cả cái delay, nó sẽ wide hơn, nó sẽ bóp méo phần âm thanh của bạn hơn, nó kéo dài phần âm thanh ra. Còn cái Minsight nó sẽ tập trung âm thanh của bạn hơn. Đó, vì thế là đa số mọi người sẽ sử dụng Minsight, và các bạn thể nhìn thấy cái Minsight này nó có lượng đao lớn gấp đôi lần cái này luôn, mặc dù có thể là tác động nó khá là giống nhau. Và khi các bạn pick vào đây thì các bạn, một là các bạn pick ở đây, hai các bạn ấn vào để download ở đây. Các bạn có chữ download VST, các bạn ấn vào đây cũng được, hoặc là bạn vào đây thì ở trong này nó cũng có phần download sẽ cho các bạn đây. Và các bạn có thể đọc luôn những cái tác dụng của nó. Thứ nhất là
Tính toán kỹ thuật min size này, render kỹ thuật min size này, decoder tức là tính làm lại kỹ thuật min size này, mở rộng chứa âm thanh theo kỹ thuật min size này. Đau về rồi các bạn chỉ cần cài thôi, cài thì nó khá đơn giản, các bạn pick 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 là xong. Và khi các bạn đã cài xong thì các bạn sẽ load vào cái track nhạc của chúng ta. Thì ở đây thì mình có một cái bản track gọi là bản Rain On Me, mình đã cover lại bản này. Và bây giờ chúng ta sẽ load cái Voxer Go vào, thì chúng ta sẽ vào đây, chọn cái Voxer Go nó khoảng mục riêng luôn, min size encoder đây, đi luôn. Đó, ok. Và ở trong này các bạn có thể nhìn thấy cái giao diện này rất là dễ dàng, và các bạn có thể thay đổi giao diện bằng cách bạn ấn vào đây này. Nó có nhiều giao diện màu mè lắm các bạn. Đây, màu mè lắm, mình cho màu đỏ hoặc là màu xanh các kiểu. Mình thấy có cái màu giao dễ dễ thương. Ok. Và các bạn có thể tùy chỉnh cái kích thước của nó nhé. Các bạn có thể tùy chỉnh là 150 hoặc là gì gì đấy. Ngoài ra có các phần như kiểu setting đấy, tiếc này thì các bạn có thể tùy chỉnh. Thường thường là các bạn cũng không cần quá quan tâm lắm. Ok, và nó chuyển thành màu xanh, nhìn đẹp. Ok. Thì bây giờ chế độ min size thì nó sẽ là gì? Nó sẽ có công cụ min gain và size gain. Như mình nói vừa nãy là min là giữa và size là hai bên. Và nó phân tích cái phần âm thanh nổi, tức là âm thanh gì? Âm thanh track left và track right này thành một cái track, gọi là một track, gọi là track ở giữa, và một track gọi là ở bên, gọi là ở bên, đúng không? Nó sẽ tính toán lại cái phần đấy. Cũng tương tự như thế là các bạn có thể pan, pan tức là cân bằng lại, blaze là trái giả. Ví dụ bạn muốn âm thanh min nó nằm ở bên trái thì bạn có thể là đặt nó sang bên trái và đặt nó sang bên phải. Thì giờ mình sẽ để không này. Và size là âm thanh ở hai bên, các bạn có thể dồn âm thanh nó sang bên trái và sang bên phải. Ok. Và chế độ đầu tiên là chúng ta có biết là chúng nó là chế độ là lines in, tức là dùng để phân chia luồng âm thanh. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng với cái âm thanh thu min size như thế nào. Như vừa nãy mình nói là thu âm thanh thu min size là sẽ sử dụng hai mic, và mic đằng trước và một mic để thu phần size, tức là phần bên. Thì lúc này chúng bạn sẽ thu được hai cái phần âm thanh như thế này. Và tất nhiên là phần âm thanh to hơn là liên quan đến mic đằng trước, đúng không ạ? Mic trực diện thì nó sẽ bao giờ cũng to hơn là mic mid và mic nhỏ hơn là mic size. Và để sử dụng cái plugin min size đấy, các bạn cần phải đưa nó về một cái track, đúng không? Group nó vào, gửi bớt nó vào và một cái track bằng cách bạn mở vào đây, bạn chọn add track này, bạn chọn cái phần group channel ở đây. Đó, bạn có thể là đánh tên là min size. Như vậy là hai cái track này nó đã được gửi âm thanh vào cái track min size rồi, và track min size này xử lý bằng stereo. Lúc này vào chọn insert này, các bạn có thể chọn cái plugin là Voxer Go vợ xé ngô min size. Ok, và nó có cái giao diện như thế này. Và bây giờ chúng ta giả dự như ngoài việc là chúng ta thu âm với một cái track, hai cái track lẻ mono thế này nhá, thì chúng ta sẽ thu âm với một cái track stereo thì sao? Stereo thì chúng ta chỉ cần dùng luôn, đó chính là Voxer Go, sau đó thì cái track này. Ok. Và bây giờ mình sẽ sử dụng nó luôn trên cái phần thu âm stereo này. Thu âm stereo này thực chất nó chỉ là phần mic min thì mình để sang bên trái và mic dry mình để sang bên phải để mình thu âm thôi. Nó là một cách thu âm stereo một cách bình thường thôi. Thì các bạn có một file stereo này, đúng không? Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem các chức năng của cái vợ xé ngô này. Và chúng ta sẽ vào đây. Bạn có thể nhìn thấy có cái ba gạch đây, có phần setting nhá. Mình thì mình thích đổi cái màu sắc nó khác đi. Ví dụ mình muốn màu đỏ cho nó gay cấn, hoặc là cái cỡ nó to lên để các bạn nhìn rõ hơn thì mình có thể chọn như thế. Dù sao mình cũng kiểu thích cái sự chuyên nghiệp mà. Đó, nhìn màu đỏ nó chuyên nghiệp hơn. Ok, vậy thì trong giao diện của cái Better Min Size này thì các chức năng này nó có ý nghĩa là gì và như thế nào? Thì đầu tiên là có cái dấu hỏi này, question thôi, là xem là cái chức năng này nó có tác dụng gì, ấn vào đây. Đó, khi bạn di chuyển đến từng cái nhất, nó sẽ giải thích cho các bạn là cái này dùng để làm gì như nào luôn. Đó, preset tất nhiên rồi, lấy cài đặt của bạn, và có những cài đặt có sẵn cũng như xếp cài đặt của bạn. Undo, redo này, đó là thao tác trước và thao tác sau khi mình tác động với cái là plugin min size này. AB là setting A, setting B giả dụ như là khi mình tăng cái size lên nhá, mình sang sang B. Đó, thì cái này dùng để làm gì, để các bạn có thể so sánh để lựa chọn giữa là cài đặt A và cài đặt B. Bạn thích cái nào thì bạn để luôn cái đó. Ok, có chế độ là bypass tức là tắt cái tạm thời cái Voxer Go đi để bạn nghe âm thanh gốc, để có sự so sánh giữa âm thanh gốc và âm thanh sau khi các bạn đã. Và đó thì là những cái phụ thôi, cái chính thì chúng ta sẽ sử dụng như này. Thì đầu tiên ở bên tay trái này có chế độ mode thì nó sẽ có ba chế độ là encore, decore và inline. Thường thường inline thì các bạn sẽ sử dụng nó để việc master, còn khi chúng ta xử lý với âm thanh min size, tức là âm thanh có phần giữa và phần size ở bên, thì chúng ta sẽ sử dụng là encore hoặc là decore. Tí nữa thì chúng ta sẽ đi vào từng mục. À, tất nhiên rồi, mic mid tức là hai cái mic, đúng không ạ? Mic ở giữa và mic ở bên, thì tất nhiên các bạn có thể tăng giảm âm lượng bằng cách là tăng mid gain hoặc là tăng size gain mic của nó thôi. Tắt âm lượng của nó đi. Ok. Và tương đương với nó là chính là phần pan, tức là bạn có thể xoay cái mic giữa sang bên trái, hoặc là mic giữa sang bên phải, hoặc là size.
quay mic ở cạnh sang bên trái hoặc là cái mic sang bên phải. Đó, nó chỉ là cái công cụ rất bình thường thôi. Ở đây là mute tất nhiên rồi. Tắt, bật, tắt hoặc bật cái mic size hoặc là mic min. Ở đây là channel swap, tức là đảo vị trí giữa mic mid và mic size. Flip 180 độ, tức là nó sẽ lật cái mic mid, tức là lật cái check này ngược lại 180 độ. Đó. Và size 180 độ, tức là lật ngược cái mic size này. Thì cái này đòi hỏi những bạn là mà cao siêu, còn nếu mà bạn không đủ cao siêu đấy, bạn cứ giữ nguyên này cho mình bạn sử dụng rất là ok nhá. Thì như mình nói, cái chức năng inline và chức năng decode này nó khác nhau ở chỗ là inline thì dành cho là khi các bạn mic nhạc, đúng không ạ? Nhưng mà decode thì các bạn lại dành cho xử lý min size. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào chế độ đầu tiên là chế độ decode. Khi bạn tắt cái chế độ decode, bạn thể nhìn thấy là phía giao diện nó sẽ không hiện ra ba cái bảng ấy nữa. Vậy thì ba cái bảng này có ý nghĩa gì? Bảng này là thể hiện cái phần âm thanh là nó đang chuyển động như thế nào, đúng không ạ? Phần bên này thì là thể hiện cái phần mà âm thanh nó di chuyển cân bằng sang trái sang phải, tức là cái trường âm thanh của bạn nó đang di chuyển sang bên trái hoặc di chuyển phải. Và cái correct low master này là thể hiện cái cường độ âm thanh nó nằm ở cường độ mid hay là cường độ size. Thì từ nữa sang phần decode mình sẽ giải thích, và bây giờ chúng ta sẽ vào phần encore trước. Và phần encore bạn này thì thấy nó mất hết và nó chỉ có phần là tăng âm lượng của mic size và mic mid mà thôi. Và như các bạn thấy nhìn ở đây chính là khi chúng ta sử dụng, đúng không ạ? Khi chúng ta sử dụng một cái check stereo thế này thì tất nhiên là mic mid nó sẽ làm ở bên tay phải và mic size là bên trái. Chính vì thế là khi mình sẽ giảm mid này xuống. Ok, và bây giờ mình sẽ giảm cái mic mid này xuống nhé, thì các bạn sẽ nghe thấy âm thanh chỉ ở bên phải mà thôi. Đó. Ok, và bây giờ mình giảm cái gain của cái mic size này xuống. Đó. Đơn giản là chỉ là trái phải, chỉ là tăng âm lượng của từng kênh một, kênh trái, kênh phải tai mà thôi. Ok, thì cái này thường thường cũng không có cái tác dụng gì cả. Đơn giản là chỉ là tăng âm lượng của hai kênh. Còn quan trọng là khi chúng ta sử dụng với cái kỹ thuật thu âm min size thì chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Cái decode như thế này. Ok, trong cái decode này thì chúng ta sẽ nhìn thấy các công cụ đó rất nhiều hơn. Và khi mình play này, các bạn sẽ nhìn thấy cái công cụ ở đây nhá. Mình để chế độ bằng không hết. Đó, ở đây các bạn nhìn thấy này, đây là cái trường âm thanh. Tương đương là ở trong biểu đồ này nó sẽ có là ở đây ở trên là phía trước, ở phía dưới là phía sau, ở bên này bên phải, bên này bên trái. Và khi các bạn nhìn vào đây, các bạn có thể phân biệt là âm thanh nó tập trung ở đâu. Giả dụ như khi mình giảm size xuống này, các bạn này nghe thấy âm thanh tập trung ở phía giữa và nó chỉ có một đường thẳng thôi, đúng không ạ? Nhưng mà khi mình giảm mid xuống này và mình tăng size lên, âm thanh nó sang hai bên. Ok, và tương đương với thế khi mình có âm thanh mid như thế này và mình pan nó sang bên trái, nó sẽ nghiêng sang bên trái, còn ta sẽ nghiêng sang bên phải. Đó, và cái correct meter này là tỷ lệ giữa cái mid và cái size, các bạn. Khi cái mid này nó nhiều hơn cái size, nó sẽ làm bên phải, còn khi cái mid này nó giảm xuống và cái size nhiều hơn, nó làm bên trái. Nó chỉ là tỷ lệ thôi nhá. Cái quan trọng nhất là chúng ta sẽ quan sát cái vùng này và chúng ta kiểm soát cái sự cân bằng của âm thanh ở đây. Vậy thì khi chúng ta trộn, chúng ta mix nhạc với min size thì chúng ta sẽ để ý những điều gì ạ? Giả dụ như chúng ta có một bản nhạc rất đơn giản, chúng ta có một bản nhạc cover rất đơn giản thôi. Giả dụ như là ở đây mình có một bản nhạc cover có hai cái key thôi, ví dụ giọng hát và cái mix min size này. Và bây giờ mình bypass cái này đi. So viele Jahre hab ich nicht kapiert, dass du längst da warst, steht so nah, was du nie geglaubt, dass das passiert. Ist das nun wahr? Các bạn có thể nghe thấy rằng âm thanh rất mỏng, rất mờ nhạt, cái tiếng guitar gần như là với tiếng giọng hát nó bị lẫn vào nhau và nó không tạo ra một cái trường âm thanh rộng. Chính vì thế mình sẽ sử dụng cái min size vào cái guitar. Lang, doch wenn ich wählen könnte, wünschte ich mir, dass sie noch nicht zu Ende wäre. Mein Traum wird bei sein. Đó, bạn nghe thấy là âm thanh nó tràn hơn, âm thanh guitar nó tràn hơn, nó dày hơn, đúng không? Bài bản ở kia. Nó là mỏng đúng không? Và giả dụ như là chúng ta chỉ thu âm mono thôi, mình giảm cái size đi nhá. Chúng ta thu âm một trách thôi mà chúng ta không thu âm với kỹ thuật min size thì sao? Tất cả âm thanh tập trung ở giữa và guitar kiểu
lên đáp án và chúng ta cảm giác nó thay đổi. Đó, vì thế chúng ta sẽ nhận cái sai. Và khi chúng ta nghe này, chúng ta sẽ thấy là cái âm thanh của cái min, tức là ở giữa, nó hơi đè cái giọng hát, thì chúng ta có thể là giảm cái gain min này xuống. Kannst du all diese kalten, verzerrten Gestalten verstehen? Doch was soll ich im Lärm, will ich dir doch erklären. Như vậy là chúng ta sẽ nghe được một cái trường âm thanh kiểu nó rộng hơn và nó hay hơn, nó hấp dẫn hơn. Và cái setting không ban đầu ấy, như vừa nãy mình nói, nó rất là phù hợp với việc là chúng ta sử dụng với việc là có mỗi guitar và giọng hát thôi. Nếu bạn nào cover guitar giọng hát, các bạn hãy sử dụng cái chế độ mặc định tất cả bằng không như này, rất là ok. Nhưng mà khi chúng ta trộn âm thanh với nhiều band nhạc hơn thì lúc đó chúng ta phải làm gì ạ? Khi chúng ta thu với nhiều band nhạc hơn thì rõ ràng là có nhiều cái phần âm thanh, đúng không ạ, nó chèn lên nhau nhiều hơn. Và lúc này chúng ta phải giảm cái size xuống để âm thanh có thể tập trung một góc, giả dụ như này. Giảm size xuống, các bạn Doch wenn ich ehrlich bin, dann habe ich Angst. Ok, như vậy là chúng ta sẽ có nhiều cái khoảng trống ở bên tay phải hơn để chúng ta có thể là trộn thêm các bài nhạc cụ khác ở bên tay phải để kiểu như các vùng âm thanh ấy, nó không bị lẫn vào nhau. Và khi chúng ta pan như thế thì các bạn có thể nhìn thấy là thường thường là chúng ta sẽ pan bằng mid là chính. Nhưng mà sai để làm gì? Sai, và bạn cứ tưởng tượng là khi chúng ta pan bằng mid là bạn nhìn thấy này, sai giảm xuống này, nó tạo thành một đường thẳng ngắt như này và âm thanh nó tập trung hết bên trái và không có âm thanh bên phải, đúng không ạ? Kéo sang bên phải, bạn sẽ thấy rằng là nó một chút âm thanh chuyển sang bên phải. Đó. Nếu mình tăng size lên thì sao? Nó chuyển sang phải. Đó. Cái này nó rất là tiện lợi ở chỗ là khi bạn đã chỉnh như này, tức là bạn hết mid cho mình và hết gain cho mình, thì nó và bên này bạn pan cho mình bên hết bên trái và pan cho mình bên phải, nó giống như kiểu là bạn sẽ đưa một cái mic sang bên trái và một mic bên phải và cũng là hòa quyện với nhau để tạo âm thanh rộng hơn. Nó khác hoàn toàn so với cái trạng thái ban đầu của phần âm thanh đó luôn, thì khiến cho âm thanh kiểu dạng các bạn nghe sẽ dày hơn và kiểu wow, hai tay trái hai phải nó có sự lệch khác nhau và mình có thể tùy chỉnh. Nó giống như kiểu cái này là giống như kiểu là khi bạn xử lý với piano ấy thì nó sẽ có là một phần trầm một phần cao ấy, đó thì nó sẽ tương đương với các bạn sẽ nhìn thấy là cái piano nó trên giải trên piano nó dày như này, thì cái này rất phù hợp với việc piano nhá. Còn nếu mà đối với guitar thì các bạn lên cân chỉnh nó size min nó ở khoảng vừa phải thôi thì nó sẽ phù hợp với guitar hơn. Đó là cái mình các bạn xử lý với cả âm thanh min size đối với phần gọi là nhạc cụ. Đó chỉ là các công cụ chỉnh như thế này thôi. Và đó là khi các bạn sử dụng min size này với nhạc cụ nhá. Vậy thì khi các bạn sử dụng min size với master âm nhạc thì sao? Giả dụ như là mình sử dụng min size này với cả cái track stereo ở đây. Ok. Mình có giọng hát ở giữa đúng không ạ? Rồi. So viele Jahre hab ich nicht kapiert. Bây giờ mình bật cái mic lên. Nie geglaubt, dass das passiert. Das nun passt, das real. Wer will schon wissen, was man hat? Mình giảm min xuống, mình tăng size lên. Đó. Nó sẽ thay đổi cái âm lượng giữa bên size của tổng thể bản nhạc cũng như là giọng hát. Giả dụ như là mình muốn là âm thanh nó rộng hơn nữa thì mình tăng size nhiều hơn, tăng min nhiều lên. Mình sẽ được cái trường âm thanh kiểu nó rộng hơn lúc mới bắt đầu, đúng không ạ? Bây giờ mình giảm size xuống này. Mình muốn thu hẹp vào. Và tương đương như thế thì là cái min pan và size pan này là cũng tương đương như thế. Mình chuyển cái min nó sang bên trái hoặc là chuyển min sang bên phải.
sai sang bên trái và sai bên phải. Kannst du all diese kalten, verzerrten Gestalten verstehen? Đó. Thì đấy là dùng để master âm nhạc, tức là mở rộng trường âm thanh cho phần bản nhạc của bạn. Như vừa nãy mình cho cái phần min sai vào trong cái phần âm thanh trộn để chúng ta có thể mở rộng trường âm thanh giữa giọng hát và guitar. Đấy là ít nhạc cụ nhá. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ có một cái file nó nhiều nhạc cụ hơn, ví dụ như này. Âm thanh nó khá tập trung, khá mỏng, khá yếu. Nói chung là nhiều khuyết điểm. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng công cụ min sai để master, để sử dụng cho master bớt. Là chúng ta sẽ vào Vosago min sai này, ok. Và bây giờ mình sẽ mute đi này. Bây giờ mình bật lên. Mình thấy là cái biểu đồ này ở giữa nó tập trung quá, mình muốn pan rộng ra hai bên. Đó, bạn hãy nghe thấy âm thanh nó rộng hơn, cảm thấy vui hơn, cảm thấy nó bao trùm hơn, đúng không ạ? Đấy là với những pha bạn nào mà kiểu mix nhạc mà thấy âm thanh nó bị tập trung và nó hơi lỏng quá thì bạn hãy làm cái đấy. Nhưng mà giả dụ như các bạn mà cảm thấy âm nhanh của các bạn nó bùng nhùng quá thì các bạn hãy giảm cái phần size xuống và tập trung vào phần mid. Đây, nhìn thấy âm thanh nó tập trung vào mid hết. Đó. Giảm mid này xuống này. Đó. Bạn chỉ nghe thấy âm thanh hai bên thôi. Clip này thì nó tương đối là hơi bị lan man lằng nhằng, nhưng mà nói chung là nó sẽ là một clip, mình nghĩ là đây là một trong plugin hữu ích cho các bạn rồi, để các bạn mastering âm nhạc sau này, cũng như là các bạn có thể là trộn các file âm thanh để các bạn mở rộng trường âm thanh, khiến cho âm thanh của bạn nghe nó thú vị và hay hơn. Nó là một trong plugin khá hay, vì thế mình hôm nay mình nói là hơi bị dài và nói kiểu hơi bị vấp, tại vì mình cũng phải nói hơi bị vấp, tại vì đây là lần quay thứ hai của mình. Lần quay trước của mình thu quên ấn kiểu mono ấy. Thành ra là không kiểu tả được cho các bạn cái phần min sai hai bên như thế nào. Thì chúc bạn làm nhạc vui vẻ. Nhớ like và subscribe kênh channel của mình để xem nhiều clip hay nhé. Vợ xé ngô.